Rồi chúc anh em buổi sáng có nhiều niềm vui mắn may, vui và may mắn nha. Mình quay con gà đều lên cho anh em xem vui nha. Con gà này bữa hổm có quay mình chút tóc à, cái lùm của nó với cái màu của nó không có bóc như vậy. Bữa nay cái tai của nó nở đó, mình áp dụng thuốc mình lùi ra cái tai con gà nó nở, cái lưng nó cà bá giờ nó bóng. Thì con gà tốt hay không á là hú nhưng mà con gà tốt á thì anh em nhìn cái độ lông nuôi con gà nó bóng lên từ từ nha. Là cái đó là con gà nó đã tác dụng cái thuốc là đã nó giúp cho gà lông nó bóng mượt nha. Còn còn cái tai con gà nó thì khỏi nói rồi. Hôm nay em nó đạt được trọng lượng đầy đủ tai, lông nó bóng mượt. Lúc mình bữa mới đem vô mình mới chỉa lông thì giờ nói chung lông nó không có bóng nữa nè. Đó giờ lông nó bóng, nói chung thấy trong đây chứ anh em cầm ở ngoài á, anh em nhìn mới đã, lông nó bóng lắm. Nói chung là mình cứ mỗi ngày mình đều quan sát gà mà con nào lông sao sao là bắt đầu mới bắt vô sao sao là mình nhìn từ từ mình nuôi mình thấy nó bóng lên từ từ là mình thấy mình vui rồi đó. Mình xài cái thái với hemo đó nè, lòng nó bóng không, cái này là mình không có quảng cáo gì, nói chung là anh em xài lên anh em sẽ cảm nhận thôi, anh em biết thôi đó. Nhưng mà mình thấy nó lên con gà vô tay con gà lạ lắm, nó độ dẻo nha, nó dẻo không có khô không có cứng đó. Mà lông con gà lúc nào cũng bóng mượt hết. Còn cái đầu bo thì khỏi bàn nè, anh em xem con gà xem bu nha.